game chiến thuật Mask of the Dragon với bối cảnh Trung Cổ Fantasy đã chính thức ra mắt với tính năng độc đáo hấp dẫn. Người chơi sẽ được trở về thời Trung Cổ xa xưa, tuy nhiên thời đại Trung Cổ trong game Mask of the Dragon sẽ khác hẳn với những gì được viết trong lịch sử. Người chơi sẽ gặp gỡ và khám phá với đủ loại sinh vật huyền bí trong truyền thuyết như tinh linh, ngựa một sừng, chimera, thậm chí là cả loại rồng. Vương quốc đang bị tàn phá bởi lũ rồng tham lam. Chúng tàn bạo và yêu cầu một lượng vàng khổng lồ thì mới chịu ngưng sự tàn phá này lại. Nhưng với số vàng ít ỏi còn sót lại thì sẽ không đủ để giao cho chúng. Vì vậy, quốc vương đã chọn một anh hùng đi tìm kiếm sự giúp đỡ từ các thế lực khác. Bạn chính là vị anh hùng đó. Hãy bắt đầu hành trình phiêu lưu để tìm kiếm những đồng đội đáng tín và tiêu diệt lũ rồng độc ác kia. Lối chơi của game Mask of the Dragon đề cao sự mưu lược giống như các tựa game chiến thuật khác. Người chơi có thể triệu hồi tối đa 8 nhân vật để đối đầu với những kẻ địch. Thông qua việc di chuyển và tấn công ở mỗi lượt, người chơi có thể lợi dụng những khe hở lẫn chướng ngại vật để tấn công kẻ địch. Bên cạnh đó, người chơi còn có thể sử dụng các phép thuật tăng thêm tỷ lệ chiến thắng. Đồ họa của tựa game Mask of the Dragon được thiết kế đậm chất Trung Cổ. Người chơi sẽ được gặp các nhân vật với tạo hình độc đáo như nữ tu sĩ, chiến binh, người chơi, ma cà rồng và cả rồng. Mỗi chủng tộc đều sẽ có những kỹ năng đặc trưng, người chơi cần phải phối hợp một cách hợp lý để phát huy tối đa sức mạnh của từng nhân vật trong đội hình. Bên cạnh lối chơi PvP, người chơi còn được thỏa thích gây chiến với người chơi khác bằng tính năng chiếm lĩnh. Thông qua tính năng chiếm lĩnh, người chơi có thể cướp được tài nguyên của đối thủ của bạn, dù đó là người chơi hay máy đi chăng nữa. Cấp người chơi càng cao thì cướp sẽ càng nhiều, cũng như càng có giá trị trong mỗi lần chiếm lĩnh. Tổng quan thì Mask of the Dragon là một tựa game thú vị dành cho các tín đồ dòng game chiến thuật. Không chỉ với lối chơi độc đáo mà còn có tính năng chiếm lĩnh mới lạ. Người chơi giờ chơi không chỉ phải đối đầu với máy móc mà còn phải đối đầu với các người chơi khác trên toàn cầu.